Rồi sáng làm việc mới phát thảo xong rồi vẽ. Vẽ lúc 11 giờ. Vẽ cho đến chiều tối ngày hôm nay hoàn thành một cái ống dài tả kim hạt. Đẹp không? Đã chưa? Phải là rất là mỏng nha. Phải là mỏng rất là khủng khiếp nha. Mà vẽ lên là bảo đảm là không có bị cứng gì cả, rất là mềm mại ha. Thấy không? Lam màu nền, phủ màu nền đó. Một cái áo dài nhìn đơn điệu bình thường nhưng mà mình biết cách mình vẽ lên thì rất là đẹp. À, thấy không, cái vải rất là mỏng ha, mỏng kinh khủng lắm ha, thấy chưa, mỏng kinh khủng không, mỏng kiếp không, mà không veo luôn đúng không, rồi một lát nữa mình mặc vô cái form đi rồi mình sẽ thử coi cái màu bị cứng không ha.